Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng Trọng Thuật và trở lại video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách để chúng ta thêm màng lưới Arbitrum vào trong vị Metamask của chúng ta ở trên giao diện máy tính các bạn nhé Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Thì như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình đấy mình đã đăng nhập vào cái vị Metamask của mình ở cái cửa sổ Chrome nơi mà mình đã cài đặt cái vị Metamask các bạn nhé Thì để mà có thể thêm được cái màng lưới Arbitrum vào trong cái vị metamask của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng góc trên bên tay phải này dấu ba chấm nhấp vào đây sau đó chúng ta sẽ nhấp vào expand view để có thể nhìn cái vị nó tổng quan hơn nhé rồi ở đây chúng ta sẽ tiếp tục nhấp vào dấu ba chấm và chọn vào setting ở phần setting này chúng ta sẽ nhấp vào biểu tượng network rồi ở phần biểu tượng network này thì chúng ta sẽ nhấp vào ask a network các bạn nhé rồi ở dòng đầu tiên bạn sẽ thấy được cái màng lưới arbitrum one thì chúng ta sẽ nhấn vào nút add thì mỗi cái màng lưới nó sẽ có được một cái tên cũng như là cái đường dẫn và cái chain id cũng như là cái đồng coi tượng trứng cho màng lưới thì đối với cái màng lưới arbitrum thì đồng coi tượng trưng cho màng lưới là eth là ethereum các bạn nhé và cái chain id của nó là 42161. bạn hãy nhớ những cái ký hiệu này nhé ok chúng ta sẽ nhấn vào approve nhé rồi như vậy chúng ta đã thêm thành công cái mạng lưới Arbitrum One vào trong vị Metamask của chúng ta rồi. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào dấu ít ở trên này. Rồi để mà có thể chuyển đổi được cái mạng lưới Ethereum đang mặc định ở đây thành cái mạng Arbitrum One chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng mạng lưới gốc trên bên tay trái nhé. Rồi chọn vào cái Arbitrum One. Rồi chúng ta nhấn vào điện Thì như vậy là chúng ta đã có thể là gì ạ? Là thêm được cái mạng lưới trung One thành công vào vị Metamask của chúng ta ở trên máy tính rồi. Hy vọng rằng cái bước hướng dẫn của mình cũng dễ hiểu để bạn có thể làm theo và thêm thành công mạng lưới Arbitrum One vào trong vị Metamask ở trên máy tính. Nếu bạn thấy cái video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại dành vai dây nhấn vào nút like video để ủng hộ kênh của thật nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.